Việt Nam bị phản đối vì định danh hai nhóm người thượng là khủng bố. Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi Việt Nam phóng thích hai blogger độc lập. Việt Nam dự báo xuất khẩu gạo giảm trong năm nay. Ngày quốc tế phụ nữ mang lại màu sắc cho thị trấn tiền tuyến ở Ukraine. Ukraine kêu gọi các nước cung cấp vũ khí không hạn chế và kịp thời. Pháp sẽ cho các công ty quốc phòng sản xuất thiết bị quân sự trực tiếp tại Ukraine. Mỹ nói Gaza có lệnh ngừng bắn hay không tùy thuộc vào Hamas. Đài Loan yêu cầu Trung Quốc chớ thay đổi nguyên trạng vùng biển gần Kim Môn. Việc chính quyền Việt Nam định danh hai nhóm vận động cho nhân quyền của người thượng ở Tây Nguyên là khủng bố, vấp phải sự phản đối của một tổ chức vận động cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Bộ Công an hôm 6 tháng 3 đưa nhóm hỗ trợ người thượng Montagna Support Group và nhóm người thượng vì công lý Montagna Stand for Justice vào danh sách các tổ chức khủng bố, cáo buộc hai nhóm này dàn dựng các cuộc tấn công cũng như thúc đẩy việc ly khai khỏi nhà nước Việt Nam. Thông cáo báo chí của chính phủ Việt Nam gọi một số nhà hoạt động nhân quyền là những kẻ khủng bố và đe dọa rằng bất kỳ ai tiếp tay với họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Địa chỉ nhà riêng của một số nhà hoạt động nhân quyền ở Thái Lan và Mỹ cũng bị tiết lộ. Hôm 7 tháng 3, Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu chỉ trích việc tiết lộ địa chỉ của các nhà hoạt động, nói rằng việc này gây ra mối lo ngại an ninh ngay lập tức và rõ ràng là nhằm mục đích bịt miệng, quấy rối và đe dọa. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy sự thiếu kiềm chế của chính phủ Việt Nam khi tham gia đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các nhà hoạt động chỉ đơn giản là thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu có trụ sở ở Anh, nói trong một thông cáo. Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu phản đối việc định danh nhóm hỗ trợ người thượng và nhóm người thượng vì công lý là các tổ chức khủng bố, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam công nhận các nhóm nhân quyền là tiếng nói chính danh trong bất kỳ xã hội dân sự lành mạnh nào. Ông Thomas nói thêm, phần lớn người thượng theo đạo Tin lành và sống ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Cộng đồng người thượng có lịch sử xung đột lâu dài với chính phủ Việt Nam và đã đối mặt với sự quấy rối và đe dọa kể từ cuộc tấn công nhắm vào trụ sở chính quyền xã ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023, khiến 9 người thiệt mạng, theo Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu. Chính quyền Việt Nam cáo buộc nhóm hỗ trợ người thượng và người thượng vì công lý đã giúp lên kế hoạch cho vụ tấn công này, nhưng lãnh đạo của hai nhóm này đều bác bỏ cáo buộc đó. Ủy ban bảo vệ ký giả, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên vận động cho quyền tự do báo chí, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho hai blogger độc lập Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình và hủy bỏ mọi cáo buộc nhắm vào họ. Họ bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 2 về cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Ông Tuyến là nhà hoạt động vì dân chủ và môi trường được nhiều người biết tiếng ở trong nước và quốc tế. Ông Bình là blogger của Đài Á Châu Tự Do và trước đây từng là nhà báo làm việc cho tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam phải trả tự do cho các blogger Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình và chấm dứt hành vi quấy rối không ngừng đối với các nhà báo độc lập. Sean Crispin, đại diện cao cấp khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói trong một thông cáo. Đã đến lúc Việt Nam ngừng đánh đồng báo chí với hành vi tội phạm, ông Crispin nhấn mạnh. Trước đó, hôm 5 tháng 3, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng các nhà hoạt động này không có tội gì mà chỉ thực hành quyền tự do ngôn luận căn bản của mình. Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về hai vụ bắt giữ này. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng các nhà báo bị bỏ tù, với ít nhất 19 nhà báo bị tống giam tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, theo thống kê toàn cầu hàng năm mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,5 đến 7 triệu tấn trong năm nay, giảm so với mức cao kỷ lục 8,1 triệu tấn vào năm ngoái, theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan, trước đó tuyên bố sẽ cắt giảm dần khối lượng xuất khẩu tổng thể để tập trung vào gạo chất lượng cao hơn, giá cao hơn, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị gạo quốc tế trong tuần này, và được hãng tin Reuters xem qua, xuất khẩu trong năm tính đến giữa tháng 2 đã tăng 14,4% so với một năm trước đó, đạt mức 663.000 tấn. Báo cáo cho biết, nhu cầu từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Trung Quốc và châu Phi ngày càng tăng, trong khi hiện tượng El Niño dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm 2024.
Theo một tài liệu của chính phủ nêu chi tiết chiến lược xuất khẩu gạo, năm ngoái Việt Nam cho biết đến năm 2030 sẽ cắt giảm xuất khẩu gạo hàng năm xuống còn 4 triệu tấn. Tài liệu cũng cho biết nước này sẽ tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo và cắt giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm thuốc trừ sâu trong gạo. Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, gạo Việt Nam xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 4,78 tỷ đô la, tăng 36,6% so với năm trước và đạt mức xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Miệt Phước Lại ở vùng Hạ Cần Dục, tỉnh Long An là nơi nổi tiếng lâu nay với nghề làm mắm còng chà. Không ai biết rõ món mắm còng ở đây có từ bao giờ, chỉ biết là có rất lâu đời, kể từ khi khai hoang, mở đất ở vùng sông nước này. Mần mắm này thì nó lâu đời rồi. Mình á, là mần, mình giữ nghề, một cái là mình mần mình cũng có thu nhập, với hai là mình giữ cái nghề này mình cũng không muốn bỏ. Mà bây giờ thì cái con còng nó lại ít lại, lý do là ruộng đất không có người ta săn lấp hết á. Nghề này phù hợp ở mùa nắng ráo, tùy loại còng có được là lớn hay nhỏ mà có những chế biến khác nhau. Thời tiết thì bị trời nắng thì làm phơi ngon, mắm ngon. Giờ mình căng còng về mình rửa sạch về cái có lúc mình miệng thứ lớn. Còn thứ nhỏ thì cũng để rửa sạch sai. Đó, rồi hãy mần cái da cái nào thì bán cái nấy. Thấy mần miệng thì bán theo mần miệng. Còn thấy mà rửa sạch thì bán theo rửa sạch. Mần miệng là loại còng lớn được tách yếm, rửa bằng nước muối. Còng nhỏ được xay nhuyễn, quết lấy nước rồi trải ra sàn để phơi nắng. Nghề làm mắm còng chà được xem là khá vất vả và để làm ra được món mắm còng thơm ngon thì càng phải bỏ nhiều công phu. Thì nó cũng hơi cao hơn hồi đó một chút xíu, mà nhưng giờ dân mình thì mần ăn cũng khó khăn, người ta ăn cao quá thì người ta ăn cũng không có nổi, người ta cũng ngán, nó hạn chế lại với một chút, tại mần khó mà con còng thì nó không có nên là đi bắt khó khăn nên là người ta cũng lên. Mới đây hồi tháng 9 năm 2023, tỉnh Long An đã công nhận nghề truyền thống sản xuất mắm còng tại ấp Tân Thanh Bê, xã Phước Lại Cần Dục là nghề truyền thống với tuổi đời trăm năm, làm nên danh tiếng thương hiệu mắm chà Phước Lại Cần Dục. Một ngày như mọi ngày ở thị trấn tiền tuyến Kramatorsk, miền đông Ukraine. Còi báo động không kích vang rền, rất nhiều binh lính trên đường phố, thường dân hối hả qua lại. Nhưng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 mang lại một màu sắc sống động cho những con đường xám xịt của thị trấn với những thùng hoa ở mọi góc phố. Người ta mua những bó hoa tulip nhiều màu và những bó dạ lan hương xanh thẫm. Ngày quốc tế phụ nữ là một ngày lễ phổ biến ở Ukraine, nam giới tặng phụ nữ hoa, kẹo, sô-cô-la và những món quà nhỏ. Trong những năm gần đây, các hoạt động kỷ niệm ngày 8 tháng 3 ngày càng tập trung nhiều hơn vào cuộc đấu tranh cho nữ quyền ở đất nước mà vai trò truyền thống của nam giới vẫn còn mạnh mẽ, kể cả trong quân đội. Khoảng 43.000 người phụ nữ hiện đang phục vụ cho quân đội Ukraine, tăng gần 40% so với trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Sau khi quân đội Ukraine dỡ bỏ các hạn chế cấm cản phụ nữ làm lính bắn tỉa, lái xe tăng hoặc xạ thủ, phụ nữ bắt đầu tham gia tác chiến. Cô Vera, sĩ quan liên lạc của Lữ đoàn Phòng vệ 241 cho biết mọi công việc cho quân đội Ukraine đều có thể do nam hoặc nữ đảm nhiệm. Có những nữ bộ binh trong lữ đoàn của chúng tôi, họ tham gia chiến đấu và họ làm rất tốt. Khi thương vong ngày càng gia tăng và chiến tranh chưa có hồi kết,
Ukraine cần huy động và luyện thêm binh sĩ để tiếp tục kháng chiến chống Nga. Mặc dù vẫn giữ niềm tin truyền thống của mình, nhưng ngày càng nhiều nam giới nhận ra rằng phụ nữ là cần thiết trong lực lượng vũ trang. Shehi, 45 tuổi, một người lính phục vụ ở mặt trận phía đông nói, cá nhân anh cho rằng quân đội không dành cho phụ nữ, rằng phụ nữ nên bế con, chứ không phải bế súng. Nhưng nếu đó là lựa chọn của họ, thì anh sẽ ủng hộ. Họ dũng cảm hơn một số đàn ông thiếu can đảm. Shehi nói khi đề cập đến số lượng nam giới chống quân dịch ngày càng gia tăng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 8 tháng 3 cho biết Ukraine cần nguồn cung cấp vũ khí không hạn chế và kịp thời để chống lại các lực lượng xâm lược của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Litva, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh. Chiến lược viện trợ nhỏ giọt cho Ukraine không còn hiệu quả nữa. Cuộc họp báo có sự tham dự của Ngoại trưởng ba nước vùng Baltic và Pháp. Cuộc chiến chống Nga hiện đã bước sang năm thứ ba. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế và quân sự từ các đồng minh phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu ngày 8 tháng 3 loan báo Pháp đang dự tính cho một số nhà sản xuất vũ khí của mình sản xuất các thiết bị quân sự rất cần thiết trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine để giúp nước này trong cuộc chiến chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói, ba công ty của Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị mặt đất và máy bay không người lái, để sản xuất linh kiện trên đất Ukraine và có thể là đạn dược trong tương lai. Ông Lekunu cho biết thêm kế hoạch là đưa các đơn vị sản xuất đầu tiên vào hoạt động trong mùa hè này. The issue is Hamas. Will decide or not. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 8 tháng 3 nói tùy thuộc vào Hamas có đồng ý với một lệnh ngừng bắn nhằm cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza và mở đường cho các cuộc đàm phán về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột hay không. Hamas, nhóm chủ chiến người Palestine, đã rời khỏi các cuộc đàm phán ở Cairo nhằm đạt được thỏa thuận tạm dừng giao tranh trước tháng Ramadan, trong bối cảnh lo ngại bạo lực có thể leo thang trong tháng ăn chay của người Hồi giáo. Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau về việc không nhất trí về một thỏa thuận mà qua đó yêu cầu Hamas trả tự do cho một số con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày. Các tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel cũng sẽ được thả. Ngoại trưởng Mỹ Blinken trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Washington vẫn đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu thông điệp liên bang tối ngày 7 tháng 3 loan báo quân đội Mỹ sẽ xây dựng một cảng tạm thời trên bờ biển Địa Trung Hải của Gaza để tiếp nhận viện trợ nhân đạo bằng đường biển. Kế hoạch cho hoạt động này không bao gồm việc triển khai quân nhân Hoa Kỳ ở Gaza. Thông báo của ông Biden được đưa ra giữa lúc ông đang tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của nhiều người trong cùng đảng Dân Chủ với ông về việc ông ủng hộ Israel trước cuộc tấn công vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Sự phẫn nộ xuất phát từ thương vong dân sự nặng nề ở vùng đất Gaza do Hamas kiểm soát. Quyết định ra lệnh xây dựng cảng tạm thời được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn đói lan rộng đối với 2,3 triệu người Palestine tại khu vực này sau gần 5 tháng giao tranh giữa quân đội Israel với Hamas. Những vùng đất rộng lớn ở Gaza đã bị phá hủy và phần lớn dân cư ở đây phải di tản do các cuộc ném bom dữ dội của Israel và do giao tranh vốn bùng nổ sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10. Israel cho biết cuộc đột kích đẫm máu của Hamas đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người và 253 người bị Hamas bắt là con tin. Trong bài phát biểu tối ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng và nói thêm rằng hầu hết trong số họ không phải là Hamas, hàng ngàn người là phụ nữ và trẻ em vô tội. Cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan về vấn đề Trung Quốc hôm 8 tháng 3 kêu gọi Bắc Kinh chớ thay đổi nguyên trạng xung quanh vùng biển lân cận các đảo do Đài Loan kiểm soát gần Trung Quốc bằng cách đưa tàu cảnh sát biển vào khu vực cấm mà nên quay trở lại các hoạt động trao đổi dân sự trước đại dịch để giảm bớt căng thẳng. Tháng trước, Bắc Kinh đã bắt đầu cuộc tuần tra thường xuyên xung quanh đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát vốn nằm sát bờ biển Trung Quốc sau khi hai ngư dân Trung Quốc thiệt mạng trong lúc cố trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hòn đảo này. Và trong những năm gần đây,
Bắc Kinh đã gia tăng các hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm cả các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Trung Quốc trong tuần này loan báo sẽ tăng chi tiêu quốc phòng 7,2% trong năm nay, thúc đẩy ngân sách quân sự vốn đã tăng hơn gấp đôi trong suốt 11 năm cầm quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cư dân vùng Lido Sài Gòn ngày 29 tháng 2 được tham khảo các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho những người mua nhà lần đầu tiên do tổ chức bất vụ lợi NeighborWorks Orange County và văn phòng dân biểu tiểu bang California Trí Tạ ở địa hạt 70 tổ chức. Chúng tôi làm việc và hợp tác với cộng đồng, dù là tổ chức vô vụ lợi hay tổ chức thương mại, dù đó là thành viên hội đồng quản trị thành phố hay dân biểu tiểu bang. Rất quan trọng đối với chúng tôi là việc tiếp cận được với tất cả mọi người trong cộng đồng để quảng bá các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp các nguồn lực liên quan đến việc chủ sở hữu nhà cửa. Chúng tôi cảm thấy điều này rất rất quan trọng. Giá nhà ở California nói chung và ở khu vực Little Sài Gòn nói riêng trong vài năm qua tăng chóng mặt, khiến nhiều cư dân sống lâu năm trong vùng không dám mơ ước mua nhà. Nên các chương trình hỗ trợ cho vay tiền mua nhà lên đến 20% giá trị căn nhà, hoặc hỗ trợ cho vay tiền đặt cọc mua nhà cho người có thu nhập trung bình trong vùng là cơ hội mong mỏi từ lâu của nhiều người. Chị thấy chương trình này hay, giúp được cho mọi người. Ai cũng muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình và được chính phủ giúp. Cái chương trình này thực sự là rất là giúp ích cho những người mà muốn mua nhà lần đầu tiên. Thì mình hy vọng là mình cũng được may mắn, được bốc thăm rồi được giúp đỡ để mà mua cái nhà. Nhưng mà đông người quá, không biết là bốc thăm có trúng mình hay không đó. Cái khó là bốc thăm có trúng hay không đó. Vì ngân khố dành để hỗ trợ người mua nhà lần đầu không nhiều, mỗi vùng được chia mỗi phần trăm khác nhau theo ngân sách hàng năm của chính phủ tiểu bang và thành phố. Nên các chương trình này theo thể lệ xổ số bốc thăm để hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp. Thật sự nhà ở Cali thì quá mắc, trong khi đó công việc ở Cali thì mình đã ổn định rồi. Thì mình cũng ổn định công ăn việc làm, thì mình cũng muốn ổn định một cái chỗ ở. Thì mình cũng mong là mình sẽ có một cái cơ hội để mà có một căn nhà. Hiện tại, nhà riêng biệt ở quận Cam có giá trung bình khoảng 1 triệu đô la, với mức lương trung bình trong vùng là trên 49.000 đô mỗi năm. Thường để được mua nhà, ngoài điểm tín dụng cao, có đủ tiền đặt cọc và thu nhập ổn định, tỷ lệ tổng số tiền nợ, tiền nhà và mức thu nhập hàng tháng phải nằm trong mức quy định từ 40 đến 50%. Điều này khiến tổng chi tiêu riêng cho tiền nhà mỗi tháng trong vùng hiện lên đến từ 6.000 tới 10.000 đô la mỗi tháng, nằm ngoài mức thu nhập trung bình của cư dân trong vùng. Gió mát quá. Hiếm khi Tony Desmits cảm thấy thư thái như thế này. Có một con rùa đang bơi đến kìa. Cô dành phần lớn thời gian đạp xe trong rừng, chỉ vài tháng sau khi lần thứ hai chiến thắng căn bệnh ung thư buồng trứng. Desmits lại phải vật lộn với một cuộc chiến khác. That is it. It's your badge. Viên cảnh sát trưởng hồi hưu ở Cary, Bắc Carolina này cũng là cựu chiến binh trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq. Đơn vị của tôi là tiểu đoàn hỗ trợ hoạt động đặc biệt năm 28. Giờ đây, đất nước mà cô từng phục vụ không thể tìm được loại thuốc chữa bệnh cho cô. Cô ấy bước vào với vẻ hơi mệt mỏi và nói, tôi có một số tin thực sự tệ. Ngày mai cô sẽ không thể nhận được carboplatin. Desmits không phải là trường hợp cá biệt. Đại học Utah phát hiện ra rằng tình trạng thiếu thuốc ở Mỹ đã tăng kỷ lục vào năm ngoái, với việc thiếu hụt 309 loại thuốc, phần lớn là các loại thuốc gốc rẻ tiền như carboplatin. Laura Bray là sáng lập viên của Angels for Change, có trụ sở tại Florida, một tổ chức phi lợi nhuận lấy bệnh nhân làm trung tâm, đang nỗ lực chấm dứt tình trạng thiếu hụt thuốc. Cô đã tìm thấy loại thuốc carboplatin mà Desmits cần. Nhóm cung cấp cho toàn bộ bệnh viện để các nhà quản lý có thể tránh được những quyết định khó khăn. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt thuốc tại Hoa Kỳ, thì người phụ trách việc nhập thuốc, dược sĩ trưởng, trưởng phòng y tế sẽ phải ngồi lại với một người phụ trách vấn đề y đức. Họ cùng mở hồ sơ và chọn ra ai sẽ nhận được thuốc, ai thì không. Quốc hội đang lưu ý tới vấn đề này. Chúng tôi không có khả năng chữa trị 90% bệnh nhân đáng ra phải nhận được thuốc theo kế hoạch.
Các chuyên gia đổ lỗi cho sự thiếu hụt là do chi phí thấp. Đây là cách hệ thống hoạt động. Một loại thuốc gốc dạng tiêm cần được thử nghiệm và phát triển rộng rãi. Nó đòi hỏi các quy trình sản xuất chính xác và sự phê duyệt theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hoặc FDA. Và sau đó, các chuyên gia cho biết thị trường ép giá loại thuốc đó xuống thấp hơn giá một chai nước. Giá thuốc thấp làm hạn chế khả năng cũng như động lực cho nhà sản xuất trong việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mua thêm máy móc mới và việc sản xuất thuốc rơi vào tay các quốc gia khác. Đó là Ấn Độ, nơi FDA gần đây đã chặn một số hàng nhập khẩu vì vấn đề chất lượng, hoặc Trung Quốc, nhà cung cấp thuốc chính của Mỹ. Sẽ có những bệnh nhân ung thư, bệnh nhi hoặc những bệnh nhân khác không có thuốc họ cần vì một quốc gia đơn giản ngăn cản chúng ta tiếp cận với những loại thuốc đó. Chúng ta không thể dựa vào các quốc gia khác để sản xuất đạn dược khi tham chiến, đặc biệt lại là những kẻ thù truyền kiếp của mình. Javier Becerra trả lời phỏng vấn độc quyền cho VOA. Ông là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cơ quan quản lý thuốc theo tòa. Ông có ủng hộ sản xuất thuốc trong nước không? Và làm sao để điều đó mang lại lợi nhuận? Rõ ràng là vậy. Và Tổng thống cũng đã nói rất rõ ràng chúng ta cần sản xuất trong nước nhiều nhất có thể. Ông có ủng hộ việc tăng giá những loại thuốc tiêm thông thường này không? Chúng tôi ủng hộ việc xem xét mọi lựa chọn nên có trên bàn. Bởi vì như tôi đã nói, thị trường cho những loại thuốc này đang rất hỗn loạn. Bộ trưởng Becerra cho biết, cơ quan của ông đang làm hết sức có thể cho đến khi nhận được nhiều quyền hạn hơn từ Quốc hội. Thẩm quyền đó có thể bao gồm việc đưa ra các ưu đãi cho nhà sản xuất để giúp thu hẹp khoảng cách về chi phí và giá. Bệnh ung thư của Tony Desmet hiện đã thuyên giảm sau khi nhận được carboplatin, loại thuốc cứu sinh vốn vẫn đang trong tình trạng khan hiếm. Mexico đã triển khai quân đội trên khắp cả nước để bảo vệ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tội phạm có tổ chức. Thiếu tướng lục quân Vicente Mandujano cho biết số lượng binh sĩ lớn nhất đã được điều tới thành phố biên giới Tijuana. Chính phủ Mexico đang điều 2.000 binh sĩ để củng cố chiến lược an ninh công cộng và bảo vệ công dân. Mục tiêu là ngăn chặn các vụ giết người liên quan đến tội phạm có tổ chức. Khu vực Tijuana là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất cả nước với các vụ giết người xảy ra hàng ngày. Nhưng bạo lực chết người gắn liền với tội phạm có tổ chức không chỉ ở đây. Theo Bộ Quốc phòng Mexico, hơn 3.000 binh sĩ và thành viên vệ binh quốc gia đã được điều động đến các bang khác khi tình trạng bạo lực liên quan đến băng đảng tội phạm tăng cao. Mới đây, các binh sĩ đã cảnh giác cho một cuộc điều tra vụ giết người hàng loạt ở Tlaquepaque, một thành phố phía nam Guadalajara, khiến 7 người chết, nằm trong số đó là thanh thiếu niên và một số người khác bị thương. Các quan chức bang Jalisco quy vụ tấn công này cho các băng đảng tội phạm. Chính phủ Mexico trước đây đã phái quân đội tới giúp cảnh sát chống lại các băng nhóm tội phạm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ điều nhiều binh sĩ đến biên giới phía bắc đất nước cùng một lúc như vậy. Ricardo Flores Campbell, thuộc Ủy ban An toàn Công cộng của Tijuana, đặt câu hỏi về chiến lược này. Thật vô nghĩa khi 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 vệ binh quốc gia đến nếu họ không thực hiện công tác tình báo, hoạt động bí mật và phân tích trước đó. Quân đội đã phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng và thông đồng với tội phạm có tổ chức. Nhưng chính quyền địa phương, bao gồm cả Tổng Chưởng lý Baja California Maria Elena Andrade Ramirez, cho biết quân đội đã giúp giảm tội phạm trong năm 2023 so với năm trước. Số vụ giết người đã giảm 25% và ở Tijuana giảm 9%. Nhưng những vụ giết người hàng ngày vẫn tiếp tục diễn ra ở Tijuana. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong một tháng rưỡi đầu năm 2024 đã có hơn 240 vụ giết người được báo cáo. Vòng đời trung bình của một thương hiệu là khoảng 5 năm. Vì vậy, việc búp bê Barbie kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 thực sự là một chuyện đáng nói. Barbie năm nay đánh dấu 65 tuổi đời. Con búp bê mang tính biểu tượng nhất thế giới đã có một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Barbie nguyên thủy được tạo ra vào năm 1959 bởi bà Ruth Handler, lấy cảm hứng từ con gái Barbara của bà. 65 năm sau, Barbie vẫn chưa về hưu. Làm thế nào mà Barbie có thể duy trì được vị thế là một trong những thương hiệu đồ chơi thành công nhất mọi thời đại? Búp bê Barbie nguyên bản có mái tóc vàng đặc trưng với bộ đồ tắm đen trắng.
Cho đến ngày nay, một số người vẫn cho rằng con búp bê này có tỷ lệ cơ thể không thực tế, cũng như vai trò giới tính và tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế. Đáp lại, hãng làm đồ chơi Mattel đã tiếp tục bổ sung thêm những con búp bê đa dạng vào bộ sưu tập Barbie. Ngày nay, Barbie có 250 công việc làm khác nhau, 35 tông màu da, 97 kiểu tóc và 9 kiểu dáng cơ thể. Trong đó có Barbie ngồi xe lăn, Barbie bị bệnh Down, bệnh bạch biến, cũng như Barbie trung tính về giới tính. Những việc chúng tôi đã làm trên con đường biến Barbie trở thành dòng búp bê đa dạng nhất trên thị trường khiến cá nhân tôi cảm động. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy ảnh hưởng của nó trên thế giới. Thành công của Barbie dựa trên thực tế là chúng tôi tiến hóa. Chúng tôi không ngừng nỗ lực thay đổi để phản ánh thế giới mà trẻ em, người hâm mộ và các gia đình nhìn thấy xung quanh họ. Thành công về mặt thương mại của bộ phim Barbie của đạo diễn Greta Gerwig với sự tham dự của Margot Robbie và Ryan Gosling đã khiến thương hiệu Barbie trở nên phổ biến hơn. Bộ phim đoạt doanh thu bán vé toàn cầu 1 tỷ đô trong vòng 2 tuần khi phát hành vào năm 2023. Con búp bê này gần đây cũng đã trở thành một biểu tượng thời trang truyền cảm hứng cho diện mạo Barbiecore màu hồng nóng bỏng. Dù là những con búp bê điêu khắc thủ công hay làm từ máy in 3D tiên tiến, thương hiệu này luôn sẵn sàng thay đổi. Những con búp bê kỷ niệm 65 năm được tạo ra bởi nhà thiết kế trưởng người Philippines Kathleen Luera là một sản phẩm mới dựa trên bộ đồ tắm nguyên bản của Barbie được tái hiện lại thành một chiếc váy đen trắng kèm theo kính mát. Chúng tôi rất vui mừng được làm nhiều hơn nữa trong phân khúc Ken của mình. Như bạn có thể tưởng tượng, Ken đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều kể từ bộ phim. Barbie có các thành viên trong gia đình, cô ấy có cả thế giới bạn bè. Vì vậy, chúng tôi có thể làm thêm rất nhiều việc, không chỉ với hình ảnh đại diện mà còn với các nhân vật khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu một quy mô mới của Barbie và toàn bộ thế giới của cô ấy vào cuối năm nay. Vì vậy, còn rất nhiều việc phải làm. Welcome to English in a Minute. Sometimes in life, we need to leave behind our old ways of doing things. For those times, we have a saying, out with the old, in with the new. So, are you making any resolutions for the new year? Yes, it's out with the old, in with the new. New clothes, new hair, new exercise plan. Wow. Do you plan on keeping anything? Yes, my job. And my friends. Some. The saying, out with the old, in with the new, means to leave behind old ideas, jobs, ways of life, or even relationships. You want to start fresh. People may say this at the start of a new year. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn. Và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy. Chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn, phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh.